Hello, xin chào mọi đã quay trở lại kênh KTM. Trong video này mình sẽ review hai sản phẩm của Lock & Lock nhá. Vâng, hôm nay ngày 16 tháng 7 thì Lock & Lock đang giảm giá cực kỳ sốc trên Lazada luôn. Nhiều sản phẩm giảm giá lên tới 2 đến 3 triệu cùng với những quà tặng hơn 500 nghìn. Đó, có những cái mã giảm giá thì anh em vào trang này để lấy những mã giảm giá nhá. Mình sẽ để link trang ở dưới video nhá. Đấy, những cái bình giữ nhiệt này, máy xay này. Đây, giảm rất là sâu luôn. Chỉ duy nhất trong ngày hôm nay thôi, 16 tháng 7. Rất là nhiều sản phẩm giảm tốt nhá. Đây thì trong video này mình sẽ giới thiệu hai sản phẩm mà giảm rất là tốt. Đây ví dụ cái nồi chiên này này. Đó, giá là gần 5 triệu mà giảm còn hơn 2 triệu thôi. Đấy, mua nồi chiên thì anh em áp thêm cái mã này, mã giảm 100.000 do đơn từ 2 triệu. Chúng ta sẽ giảm được thêm 100 nữa. Hai cái máy lọc không khí của Lock & Lock cũng đang sale đây. Mình cũng sẽ review trong video này. Đó, giá đang là gần 4 triệu mà giảm còn gần 2 triệu thôi. Đây, sản phẩm giảm khoảng hơn 50%. Ok, thì trong video này mình sẽ review hai sản phẩm này nhá. Và đoạn sau video mình sẽ chế biến đồ ăn cho anh em xem nó chế biến như nào, có ngon không nhá. Với cái tài nấu ăn không giỏi của mình cùng với cái nồi chiên này, để xem nó cho ra chất lượng như nào. Ok, mời anh em xem trong video này. Trước tiên thì mình sẽ mở hộp cái máy lọc không khí của Lock & Lock. Đây, chúng ta sẽ có logo của Lock & Lock này. Make your out fresh air, làm không khí trong lành, lọc bụi, lọc vi khuẩn, vân vân. Thông số kích thước, đó, hình sản phẩm. Ở đây có kích thước với cả trọng lượng, 2 cân, 23W. Đó, cạnh này. Và mặt sau có 3 chế độ gió đây. Gió mạnh, gió trung bình và cái chế độ gió vào ban đêm. Nightlight có đèn, có hẹn giờ, 248, vân vân, mấy mấy. Ok, ở dưới này là có thông tin hướng dẫn sử dụng. Rồi, được bọc xốp để tránh va đập nha anh em. Wow. Đây anh em. Rồi vào đây. Sản phẩm máy lọc không khí Lock & Lock. Nó là cái hình trụ, kích thước cũng trung bình, không to lắm nha anh em. Phía trước ta sẽ có logo Lock & Lock này. Có những cái lỗ ở dưới này để nó hút không khí vào và nó sẽ nhả khí sạch ở trên này. Mặt sau thì có những cái cảnh báo này, tháo bộ lọc ở dưới để chúng ta bắt đầu sử dụng. Chỗ này có cái khe cắm nguồn này. Ok, mặt trên chúng ta sẽ có nút nguồn này, đèn này, hẹn giờ này và 3 chế độ quạt. Rồi, ở trong thì chúng ta sẽ có cái động cơ quạt để nó thổi gió lên, thổi không khí trong lành lên. Ok, phụ kiện đi kèm, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đây. Lock & Lock, máy lọc không khí. Thì anh em mua về thì đọc qua sách hướng dẫn sử dụng này để biết thêm cách sử dụng rất là chi tiết nhá. Và bên trong có cái phụ kiện là dây nguồn. Và nguồn 2240V, 24V, 1,2A, 28,8W. Củ nguồn khá là to. Và dây thì rất là dài để anh em cắm được vào mọi vị trí trong nhà, để được mọi vị trí trong nhà. Đây là dưới đế thì chúng ta sẽ bắt đầu tháo cái bộ lọc ở đây. Chúng ta sẽ vặn theo hướng dẫn này. Mở ra thì nó xoay ngược chiều kim đồng hồ, open. Dưới đế thì có 4 cái đệm mút để chúng ta kê để tránh bị xê dịch. Ở đây có vài cái thông số như mình đã nói. Chúng ta sẽ vặn như này. Đó, và tháo ra. Đó, đây chính là cái bộ lọc bên trong của máy đây. Cái bộ lọc này thì anh em sẽ bỏ cái ni lông này ra. Bỏ cái ni lông này ra và bắt đầu lắp vào tiến hành sử dụng. Đấy, chúng ta sẽ giữ cái nút nguồn 7 giây để chúng ta bắt đầu thiết lập cài đặt mới. Đây, đây là cái bộ lọc của nó. Đó. Thiết kế kiểu hình trụ tròn. Thì anh em đều biết là môi trường hiện nay rất là ô nhiễm ở cái thành phố lớn ấy. Hà Nội, Hồ Chí Minh, không khí rất là ô nhiễm, rác thải với cả xe máy ô tô đi nhiều ngoài đường hay là đốt rơm đốt rạ gì đấy thì không khí nó làm cho không khí của chúng ta rất là ngột ngạt, ô nhiễm. Thì mình nghĩ là bây giờ hầu hết các gia đình đều rất là cần những cái máy lọc không khí để đảm bảo cho sức khỏe. Đặc biệt là những nhà bạn nào mà có con nhỏ ấy, thì chúng ta nên sắm những cái máy lọc không khí để cải thiện được chất lượng không khí trong nhà, giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Sản phẩm máy lọc không khí thì bây giờ hầu như là không thể thiếu cho các gia đình rồi. Và đang nhân cái sự kiện sale giảm 50% này thì anh em nên sắm cho mình một con nhá. Thì anh em đều biết là hàng của Lock & Lock thì chất lượng như nào rồi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đồ của Lock & Lock thì chắc mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Ok, mình cắm điện và test thử cho anh em xem. Chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển cảm ứng nhá. Đó, anh em dùng cảm ứng bật tắt rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là nút đèn đấy, phát sáng vào ban đêm. Chúng ta sẽ có 3 cái chế độ này. Tắt này. Đó. Bật lên. Anh em có thể nghe thấy tiếng quạt chạy. Và đây là nút hẹn giờ. Hẹn 2, 4, 8 tiếng. Thì hẹn giờ này sẽ giúp anh em tiết kiệm điện hơn.
Cái này được trang bị cái hệ thống lọc là H11 HEPA này, đấy, giúp lọc 99,5% bụi bẩn nhỏ dưới 0,3 um. Và nó sẽ báo hiệu đèn khi cái lõi lọc của anh em bị bẩn nhá. Lõi lọc thì cũng được bán tại Lock&Lock. Ok, đó là cái sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu trong video này, máy lọc không khí của Lock&Lock. Ok, và sản phẩm thứ hai mình sẽ giới thiệu trong video này đó là cái nồi trên không dầu nhá, mã là EZF357 Digital của Lock&Lock. Thì WHT chất đầu Y màu trắng, Jumbo Plus Air Fryer Lock&Lock. Và sản phẩm nồi chiên này thì bây giờ mình thấy rất là nhiều gia đình mua nồi chiên này vì nó giảm được rất là nhiều lượng dầu mỡ. Đấy, mình tí tuổi đầu ba mấy cái nồi bánh chưng mà đấy, đã máu nhiễm mỡ, nồi này rất là hữu ích cho mình. Chúng ta chỉ cần bỏ đồ ăn vào thôi và chiên thôi, chả phải dầu mỡ dầu mủ gì cả. Ok, hộp sản phẩm này hộp to vãi trưởng luôn. Mình thấy Flex Sale đang bán trên Lazada mấy trăm cái rồi cơ. Sản phẩm này rất là hot luôn. Em mua thì xuống dưới link mua luôn nhá. Không là hết ngày hôm nay là hết giảm giá luôn đấy. Đấy, gần 5 triệu mà giảm giá còn hơn 2 triệu rồi. Quá khủng. Đây, có cái thông số đây. 5,2 lít to vãi trưởng luôn. Vâng, đây anh em chiên được cả con gà luôn. 7,5 cân. Lock&Lock thì anh em không cần phải bàn cãi về chất lượng nhá. Mở luôn nhá. Hộp đây anh em. Rồi. To vãi. Cái này chiên phê đấy anh em. Ở đây chúng ta sẽ có hình sản phẩm này, 1800W, 5,2 lít. Chúng ta sẽ điều chỉnh được nhiệt độ là 80 đến 200 độ C. Thời gian set là 0 đến 60 phút. Nướng rán thịt ấy, thì set khoảng 200 độ trong vòng 10 phút, xong rồi lật lại tại 200 độ khoảng 5 phút nữa. Đó, 5,2 lít, to vãi. Nút thì là cảm ứng nhanh em. Những cái thông số chi tiết nướng thịt này hay là vịt gà gì đấy, hay là khoai tây gì đấy. Chiên xong khoai tây anh em vừa thưởng thức khoai tây vừa xem phim, tuyệt vời luôn. Tại nhà luôn, không phải ra KFC. Chi tiết về kích thước, dung tích thông số đây. Ok. Ta sẽ có sách bảo hành này. Đó, khá là dày luôn. Và hướng dẫn sử dụng này. Đó. Chi tiết. Tí nữa mình sẽ chế biến đồ ăn cho anh em xem. Anh em xem trình độ mình như nào. Ôi, to vãi nồi. Vâng, đây phải gọi là to vãi nồi thật. Bọc cẩn thận đây anh em. Dây nguồn thì rất là dày luôn nhá. Thì cái này 1800W mà, nên cái dây nguồn nó phải cực kỳ dày để đảm bảo không bị chập cháy nổ. Ok. Đó. Sản phẩm chúng ta đây thì có hai màu anh em, màu trắng và màu đen. Trắng nhìn nó sang chảnh, anh em để vào nhà bếp nhìn nó sang. Màu đen thì nhìn nó kiểu cũng sang lịch lãm. Nói chung là ai thích màu nào quất màu đấy. Ok, chúng ta sẽ khám phá xem nhá, có những cái gì. Chúng ta sẽ bóc cái lớp siêu này ra này. Siêu màn hình cảm ứng này. Đó, rất là đẹp luôn. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình với những cái nút. Tí nữa mình sẽ bật lên anh em xem. Ở đây chúng ta sẽ có cái tay cầm. Logo Lock&Lock này. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Sau khi sử dụng chúng ta sẽ ngâm nước và dùng xốp mềm để lau rửa. Ok. Ở hai bên thì đều được dán cái băng dính để cái khay không bị tuột ra nha anh em. Đó, ta sẽ mở ra như này. Bên trong thì chúng ta sẽ có, đây là cái rổ nướng này. Đó, cái khay nướng nhá. Rồi, chúng ta sẽ mở, gạt cái nhựa này lên này và ấn vào để nhấc cái rổ chiên ra. Đó, trong ta sẽ có một cái rổ chiên. Đó. Và một cái khay, cái này sẽ đựng mỡ. Cái lớp mỡ dầu thừa sẽ chảy xuống đây để chúng ta vệ sinh. Đằng sau là cái khu vực tản nhiệt. Và dây nguồn đây. Đó, khe dây nguồn này. Thông số 16A 250V. Dây cắm nguồn này giống cái dây cắm PC của anh em. Mặt trên thì không có gì. Nó được ốp một cái miếng kim loại ở đây. Nhìn khá là sang chảnh. Ok. Bây giờ sẽ trổ tài nấu một món ăn cực kỳ ngon. Rồi em của mình vào bếp nhá. Ok. Bắt đầu chế biến làm món thịt nướng anh em. Cuốn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái thịt bò cuốn nấm kim chi trước nhá. Đấy, thịt nướng sau. Thì cái thịt này cái lát của nó khá là mỏng nên là chúng ta sẽ hẹn cái nhiệt độ thấp thôi. Ok, chúng ta sẽ set ở đây nhá. Anh em bật nguồn này. Đây là 180 độ này. Ở đây có những cái nút cộng trừ, nút mờ, chỉnh chế độ nút nguồn, nút cộng trừ, chỉnh thời gian. Đây, chúng ta chỉnh nhiệt độ. Đấy, 200 độ C là max nhá. Đấy, 80 độ là thấp nhất, min. Ở đây là chỉnh thời gian. Thời gian thì 0 đến 60 phút.
Thì đây chúng ta ấn M này để chuyển sang cái chế độ này là chiên khoai tây này, chiên thịt này, tôm này, bánh này. Thì ở những cái mức nào thì họ set sẵn cái chế độ nhiệt độ ấy rồi. Đấy anh, hoặc là anh em có thể tùy chỉnh tùy. Đây 25 phút với cả cái đùi gà. Đó. 160 độ cho bít tết. Xem bao nhiêu phút, anh em đợi một lúc 20 phút. Đó. Cái này là cá. Rồi, hoặc là mình tùy chỉnh nhá. Thì bây giờ mình sẽ đặt 180 độ để đặt khoảng 5 phút. 4 phút. Ok. 180 độ và 4 phút nhá. Đấy, chúng ta bật. Đó, bắt đầu nó sẽ chạy đây. 180 độ 4 phút. Và ở mâm chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên là trứng rán. Đấy, rau xà lách, rau sống, rau xà lách chủ đạo đây, để chúng ta cuốn thịt với cả một ít bún. Đây là nước chấm. Nước chấm thì bao gồm có đường này, tỏi này, nước mắm này, nước lọc và một ít rau sống. Đấy thì ai mà ăn được ớt thì chúng ta cho thêm ớt vào nhá. Mỗi mình ăn được ớt, mình sẽ cho sau ra bát. Rau sống thì mình đã rửa sạch, ngâm muối, xong rồi rửa lại không? Hay là nồi thì trước khi chúng ta dùng chúng ta phải rửa qua nước nóng nhá. Thực ra là còn thiếu một món nữa, đó là món kim chi. Đấy, nhưng mà mình chưa kịp chuẩn bị kim chi anh em ạ, vội quá, chưa kịp chuẩn bị. Cho anh em cho thêm kim chi vào ăn gói với thịt đấy, cực kỳ ngon luôn. Với cả món đậu nữa. Đấy, anh em có thể ai thích ăn trứng thì chúng ta gói với trứng, hoặc ai thích ăn đậu thì chúng ta có thể mua đậu và thái nhỏ, cắt nhỏ thành từng miếng này để chúng ta gói. Đừng quên nước mắm này, có chanh nữa nha anh em. Nước chấm. Rồi, xong rồi đấy. Đấy, xong nó sẽ phát hiện, nó sẽ phát ra tiếng kêu bíp bíp. Đó, để anh nghe cảnh báo anh em. Anh em biết. Chúng ta sẽ đợi một lúc, hoặc là rút ra luôn. Cái quạt nó vẫn đang quay nhá, để nó làm mát. Rồi, mở ra, kiểm tra xem chín đi nhá. Cái này chưa chín nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ lật lại và để khoảng 5 phút nữa. Đó, thì nó sẽ giảm được 80% cái lượng chất béo trong quá trình anh em nấu ăn này. Và anh em mua sản phẩm này được tặng kèm thêm cả chảo nướng 1,7 lít nữa. Rồi, lần này chúng ta hẹn 180 độ và 5 phút nữa. Không thì chúng ta sẽ hẹn 200 độ. 190 thôi, mà để 4 phút nha anh em. Rồi, chúng ta kiểm tra nha anh em. Đây. Đó. Chín rồi, như này chín rồi. Đây là mình gói cả thịt bò và cả thịt lợn nhá. Đấy, thịt lợn thì màu trắng này, thịt bò đây. Nhìn hấp dẫn chưa? Anh em thấy nước có chảy xuống này. Xong món đầu tiên, tiếp theo là món thịt nướng. Thì đây là thịt ướp được khoảng 30 phút rồi. Đấy, mua bằng cái gói gia vị ướp nướng ấy ở siêu thị ấy. Anh em có thể ra đấy mua rất là nhiều. Đấy, rồi sẽ cho vào nồi nhá. Cho vào nồi và tiến hành nướng. Hai miếng như này là hơi ít. Nếu mà anh em mà khoái khẩu món này ăn nhiều ấy, thì phải tầm 1 cân thịt đấy, khoảng 200.000 ấy. 200.000 thịt hai người ăn. Đấy, thịt không ấy nha anh em. Thì thịt chúng ta cũng làm hai lần nhá. Chúng ta sẽ lật lại. Đầu tiên thì mình sẽ để là 200 độ và 10 phút. Rồi. Thì nữa sẽ cũng để khoảng 200 độ khoảng 5-6 phút nữa. Rồi, chúng ta xem nhá. Ngon chưa anh em? Đấy, nó hơi hơi cháy góc cạnh này, như này mới ngon này. Bây giờ chúng ta sẽ lật lại và quay tiếp. Giờ chúng ta sẽ để khoảng 180 độ 4 phút nha anh em. Rồi. Này, mình nghĩ chín rồi đấy anh em ạ. Bây giờ thái ra nhá và thưởng thức. Đó, anh em xiên cái đũa này vào là chín rồi. Xiên được là chín rồi. Giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ nó thôi. Anh em thấy hấp dẫn không? Trời ơi, miếng thịt này đẹp quá. Ngon chưa? Thịt ba chỉ đấy. Để mình thử miếng nhá. Thèm lắm. Đây anh em. Đó. Mời anh em. Mắt ngon luôn. Rồi hơi hơi ngọt. Dùng cái gói ướp sẵn mùa siêu thị ấy. Ướp với cả nướng lên rất là ngon. Thịt như này là hơi ít anh em ạ. Như này phải gấp 3 lần như này ăn mới đủ. Bây giờ chúng ta sẽ quấn thử nhá. Lấy vòng tròn, không bỏ sót món nào. Quấn này, thịt này, trứng này, dưa chuột, bún với cả ít rau sống. Rồi, xong rồi chúng ta chấm nước mắm. Đây nghe.
Hấp dẫn chưa? Hơi bị vỡ rồi. Hấp dẫn chưa? Chấm này. Mời anh em. Trời, thèm rõ rãi luôn. Perfect luôn. Ngon. Ngon ứng chịu được rồi. Ăn phòng mồm trận má luôn. Nói chung là gói nó sẽ có đủ hết những vị của những cái đồ ăn này. Bún này, dưa chuột, trứng, thịt, rau sống để ăn rất là ngon luôn nhá. Tiếp theo mình sẽ thử món này. Thịt bò cuốn kim chi nhá. Đây. Ngon. Ngon. Hơi dai của thịt bò. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu hai sản phẩm của Lock & Lock. Một sản phẩm giúp cho không khí trong nhà của anh em trong lành hơn, bảo vệ sức khỏe. Và sản phẩm thứ hai thì giúp cho những anh em nào mà nấu ăn kém. Đấy, nấu ăn không giỏi thì có thể làm ra được những món ăn rất là ngon, nấu rất là dễ dàng. Thì sản phẩm này cũng đảm bảo sức khỏe cho anh em. Nói chung hai sản phẩm này đều đảm bảo sức khỏe. Chính hãng của Lock & Lock đang giảm giá rất là sốc trên Lazada, giảm hơn 50% cơ. Link sản phẩm mình để dưới video nhé, cả link sự kiện những sản phẩm Lock & Lock nữa. Mình vừa xem có bình giữ nhiệt này, máy xay sinh tố gì đấy đều là giảm rất là sâu, mà chỉ trong ngày hôm nay thôi nhá, mai lại tăng giá đấy. Ok, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh hai sản phẩm Lock & Lock. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, nhấn chuông kênh mình nhá. Anh em lưu ý sản phẩm nào, comment link bên dưới. Cảm ơn video, bye bye. Anh em thấy đồ ăn hấp dẫn không? Mắc hấp dẫn luôn.